Hello các tình yêu, vậy là chúng ta đã quay trở lại với nhau rồi đi ạ. Và mình là huấn luyện viên Oanh Nguyễn, người sẽ cùng đồng hành với cả các bạn trong chuỗi series 30 ngày tập Arabic dành cho một người mới bắt đầu. Và mình hy vọng rằng sau khi hoàn thành chuỗi series 30 ngày này thì các bạn sẽ có một cái kiến thức nền tảng, một cái sự tự tin nhất định để bạn có thể tự mình tập luyện bộ môn Arabic mà nó sẽ mang lại một cái hiệu quả cao nhất cho tất cả các bạn. Và ngày hôm nay là ngày thứ 5 rồi ạ. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau và hoàn thành hết bài tập ngày hôm nay nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng rồi đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu nhé. Bài ngày hôm nay thì sẽ có thêm một vài động tác nữa. Các bạn hãy quan sát của mình. Nếu như các bạn chưa làm được động tác đó thì cũng đừng lo lắng nhé. Chúng ta sẽ có một cái thời gian chúng ta ôn luyện lại rất là nhiều. Nên là hãy yên tâm nhé. Cứ tập theo mình nhé các bạn. Và nhớ là trong cái quá trình tập luyện ấy thì chúng ta luôn luôn phải nhớ nhá, không bao giờ được quên nhá, đó là luôn luôn là phải hít thở thật đều. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là mặc quần áo tập nhá. Mặc quần áo tập thì mình sẽ nhìn được cái body của mình này, mình sẽ có cái hứng khởi tập luyện hơn. Đừng mặc quần áo ngủ nhá, đừng mặc một quần áo không phù hợp với cái quá trình tập luyện của mình nhá. Và cái thứ ba đó là hãy đi giày nhá, hãy chọn những chiếc giày nào phù hợp nhá. Mời tất cả các bạn vào bài tập của chúng ta ngày hôm nay nhá. Ngày số 5 các bạn ạ. Dậm chân tại chỗ đi ạ. Chống hông đi ạ. Xoay cổ chân phải. Đổi chân. Đến nay tình yêu vẫn thế. 5, 6, 7. Gập cổ trước, sau, trái, phải, trước, sau, trái, phải, trước, sau, trái, phải, trước, sau, trái, phải, xoay tròn. 6, 7, ngược lại. 5, 6, 7, tay trái kéo. 6, 7, đổi bên. 5, 6, 7, hai tay kéo sâu xuống. 6, 7, đẩy lên. 5, 6, 7, xoay vai dưới lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hấp mở đi. 1, 2, 3. Tay khuỷu tay trước sau, trước sau. 5, 6, 7, mở đều đi ạ. 5, 6, 7, ngang vai. 5, 6, 7, xoay, xoay. Giữ thẳng tay, xoay. 5, 6, 7, tay xuống, xoay khỉu tay, bả vai xoay luôn, thẳng tay nhá, lê, hít sâu, ngang vai lên. 5, 6, 7, vuông góc.
cặp, một tay vuông. Ba, hai, một, ngược lại. Hít thở, hít thở. Bị hai nhịp nhá. 5, 6, 7, 2 nhịp. Trái, đổi bên phải. Cố lên em. Đời đang sống, em hơi có. Tay sau gáy. Dẻo người ra chưa? Bám chắc chân của mình xuống sàn nhá, đừng quên nhá. Thả lỏng vai ra, tay xuống. Cho tôi bao nhiêu lần cay đắng. Chúng ta sẽ chuyển tổ hợp nhá. 1, chân phải chống lên. Quay người sang bên phải. Năm, sáu, bảy, ngang vai lên. Năm, sáu, bảy, tay cao kéo. 1, 2, 1, 2. Tay sau gáy. Cố lên đi ạ. Tay chạm hông. Dẻo người ra. Chúng ta chuẩn bị đổi bên nhá. 3, 2, 1. Đổi bên. Quay người sang bên trái. Đừng tin ai hay. 6, 7. Lên. 5, 6, 7. Tay cao. Kéo. Hít thở, hít thở. Tay xuống. Khó hơn nhá. Chúng ta sẽ làm một động tác khó hơn. Kết hợp hai nhịp hai bên luôn. Hai nhịp này. 5, 6, 7. Hai nhịp lên. 1, 2, đổi bên. Hít thở đều, đừng quên hít thở nha. 5, 6, 7, chuyển ngang vai kéo. 1, 2, 3, 4. Tay cao. 1. Chuẩn bị đổi tổ hợp đánh eo nhá. 5, 6, 7, đánh eo. Hít sâu thở đều các bạn ơi. 5, 6, 7, chéo tay xuống. Nhớ động tác này không ạ? Chéo
xuống, dưới lên, dưới lên, dưới lên, đánh theo nhịp của hông mình nhá. Đánh theo nhịp của hông, dưới lên, dưới lên. Vào ra, vào ra nhá, cố lên nhá. Giữ nguyên vai. Tay cao lên. 1. Yêu em mãi mãi, yêu em suốt kiếp. 5 6 7 về giữa. Lỏng vai nhá. Không gồng vai đâu. Tay hất trái phải đều nhau. Tay áp sát vào mang tay đi ạ. Tay áp sát mang tay. Đổi bên. Cố lên. Năm, sáu, bảy, ngang vai. 1, 2. 1, 2. Đẩy sang bên trái. Đẩy trái. 5, 6, 7. Xuống. Đẩy xuống. Lên xuống, lên xuống. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hít thở, hít thở. Đây. Chuyển lỏng. 1. Phải, trái, phải, trái. Nhịp nhàng, nhịp nhàng. Co gối lên. 1, 2, 1, 2. Gối lên, gối lên. Vuông góc đi ạ. Cố lên đi ạ. 3, 2, 1. Gối ngang. 1, 2. Mở ngang gối. Sáu, bảy, tay xuống. 1, 2, 1. Bụng hơi mở. Bụng hơi mở, dẻo người ra. Dẻo người ra. Trái, phải, trái, phải. Hít, thở. Hít, thở các bạn ơi. Hít sâu, thở đều đi ạ. Hít sâu, thở đều. Đêm phối đêm, mưa sao anh phối đi. Chuyển đổi nào. Một tay vuông góc, một tay thẳng. Ép vào, ra, vào, ra, vào, ra, vào, ra. Gần hơn nhá, tiến gần hơn nhá. Đó. Cố lên nhá. Thả lỏng vai nhá, mình không gồng vai đâu nhá. Nhớ cho mình là không gồng vai. Đổi tay, đổi bên. Một tay vuông góc qua người đi ạ. Một tay thẳng. Chạm nhau vào nhau càng tốt. Hai tay chạm vào nhau càng tốt nhá. Đúng chưa? Vậy những ngày vui anh về nơi đâu. Cố lên. Hai nhịp này. 3, 2, 1. Hai nhịp. 1, 2. Đổi bên. Trái. Phải. Trái. Phải. Một tay thẳng ngang, một tay vuông góc. Cố lên. 6, 7, đổi tay. 5, 6, 7, 2 nhịp. Trái, phải, trái, phải, trái. Hãy ở yên anh sẽ đi kia. Lúc nghe người vô cớ thì đã lỡ nhận hết đau. 5, 6. Hít, thở. Dẻo người ra. Cố lên. 1, 2.
sau gáy. Vì hay say anh đâu. Ép sau, khó hơn nhỉ? Nhìn quan sát kỹ nào. Cố lên, thẳng, thẳng tay, thả lỏng vai nhá, không lỏng vai. Chào trong tí. Hít thở, hít thở. 5, 6, 7, 2 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chuyển tay chống hông. Nhịp nhàng đi ạ. Dẻo cái lưng của mình ra đi ạ. Mở ngực nha, không gù đâu. 6, hít thở. Hít thở. Hít thở. Thẳng tay. Giật một xíu nha. Các bạn sẽ làm quen với động tác giật từ từ một chút một hàng ngày một. Nhìn mình nha. 3 2 1 lên. Nghe trống 1 2 1 2. Cứ làm quen thôi ạ. Thả lỏng người ra đi ạ. Đó, dẻo người ra. Dẻo người ra. Đó. Cố lên. 3 2 1 xuống. Thả lỏng với nhau. Mạnh hơn này, mạnh hơn. Mạnh hơn, mạnh hơn. Cố lên. Cố lên đi ạ. Hít thở không vào, hít thở. Mạnh hơn, tay mạnh lên. 1 2 1 2. Đó, đây là động tác giật nhá. Rồi, hít sâu đi ạ. Thả lỏng vai. Thả lỏng vai, thả lỏng vai. 3 2 1. Hít thở. Hít thở. Hít thở. Sáu, bảy, xoay hông. Xoay, xoay, xoay. 6 7 ngược lại. 5 6 7 rộng chân. 5 6 7 chúng ta sẽ bước chân một xíu nha. 5 6 7 chân phải bước 1 2 Em ước mơ gì? Cố lên đi ạ. Sắp đẹp rồi. Sắp đẹp rồi các nàng ơi. 5, 6, 7 đổi chân. Chân trái lên. Chân trái bước. Chân trái bước. Dẻo hơn này. Dẻo hơn. Dẻo hơn đi ạ. Dẻo hơn đi ạ. Hít thở. Hít thở. Hít thở. 5 6 7 lên. Chạy đều. Hu. 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 Co gối. Hu. Hu, mở chân. Đá ngang sang hai bên. Đá trước. 5 6
bảy dậm chân, hít sâu đi ạ, thở, sáu bảy mở chân, rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh eo hai nhịp nha, đánh eo hai nhịp, 3 2 1 hai nhịp, trái phải phải trái phải trái phải trái, hít thở hít thở hít thở, ha à, mồ hôi chưa các tình yêu ơi, chúng mình sắp đẹp rồi, chúng ta sẽ cùng đồng hành nhau đến hết 30 ngày để xem là cái bụng của chúng ta đã giảm được bao nhiêu cm nhá. Các bạn đừng quên là hãy lấy thước đo vòng bụng của mình, sau đó thì feedback lại cho mình để mình có thể biết, mình có thể là quan sát cái quá trình thay đổi của các bạn nhá. 5 6 7 xoay hông nhiều. Xoay chân luôn. Xoay chân luôn. Xoay chân sang hai bên đi ạ. Phải, trái, phải, trái, phải, trái, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, tay, một tay, một tay, một tay, rồi dậm chân tại chỗ, giữ nguyên chân tại chỗ đi ạ, hai chống hông, một, hai, một, hai, phải, trái, phải, trái. Tuyệt vời quá. 3, 2, 1, đánh eo một nhịp thôi đi ạ. À, dẻo người cho các bạn ơi. Rồi, thẳng tay xuống. Chúng ta sẽ ép thư giãn nhá. 3, 2, 1, ngang vai. Tay bám vào, bám tay vào đi ạ. Kéo căng ra, đẩy sau gáy. Tay cầm sau, thẳng ra. Đó, vươn tay cao, nhấc chân bên kia ra, nghiêng, rồi đổi bên, nghiêng, rồi vắt một chân sang, vắt chân ra sau ấy, nghiêng, đổi bên, nghiêng, nghiêng trái, đổi một bên, hít sâu, thở đều, hít sâu, thở đều. Yes. À, tuyệt vời quá các bạn ơi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành ngày thứ 5 rồi ạ. À, tuyệt vời quá. Các bạn ơi, hãy ghi lại cái chỉ số cơ thể của mình, vòng bụng hiện tại của bạn đang bao nhiêu, cân nặng của bạn đang bao nhiêu, và feedback cho anh nhé. Để anh sẽ đồng hành cùng các bạn trong vòng 30 ngày để chúng ta sẽ xem là sau 30 ngày thì cái kết quả mà chúng ta nhận lại là như thế nào. Mình rất là hy vọng là sẽ có những cái feedback thật là tuyệt vời, sẽ có những bạn giảm được thật là nhiều vòng eo của mình nhé. Và đừng quên là nếu như bạn chưa tham gia nhóm tập luyện Elvic 30 ngày dành cho người mới bắt đầu thì bạn sẽ có thể là tham gia cái nhóm tập luyện này cùng với Oanh. Đường link mình sẽ để ở trên này nhé các bạn, trên đâu đó bên trái hoặc bên phải các bạn sẽ bấm vào đây nhá, hoặc là dưới phần mô tả hoặc là dưới phần bình luận nhá. Đừng quên là tham gia nhóm, chúng ta sẽ có rất là nhiều bạn đồng hành cùng với nhau, chúng ta sẽ không tập luyện lẻ loi một mình đâu ạ, chúng ta sẽ có rất là nhiều bạn đồng hành. Vì vậy đừng quên là hãy tham gia nhóm nhá. Và ngày hôm nay là ngày thứ 5 chúng ta đã tập luyện xong rồi, rất là tuyệt vời, ngày thứ 5 đúng không ạ, thứ 5 chúng ta có thêm một vài động tác mới. Hy vọng các bạn đã tập luyện được động tác này đúng không ạ? Một động tác mới là như này đúng không ạ? Đó. Rất là dễ đúng không ạ? Đổ bên. Đó. Có một động tác nữa. Ép sau như này đúng không ạ? Không, nếu bạn chưa làm được thì đừng lo lắng nhé. Chúng ta sẽ cần phải có một cái thời gian để chúng ta làm dẻo cái sống lưng của mình ra. Chúng ta tập động tác này nhé. Gập vào. Đó. Rồi. Rồi, hít sâu đó. Ok, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Oanh trong buổi tập ngày hôm nay. Và bye bye tất cả các tình yêu, và hẹn gặp lại các bạn trong ngày thứ 6 nhé. Bye bye.